Quy chuẩn. Ông chủ nhiệm chủ đề và cả bộ văn to các chấm đoàn này thì sẽ mặc cả anh đang bắt đầu việc cái chuyện từ trong việc cái việc đây luôn nôn chí nên mấy mình nói cả văn to cả tăng số một đến đầu chưa bu xã xây rìa sòn xung chơi. Thank you, Mr. President. Let me revisit this meeting. It was Peck Chim, you said, who chaired the meeting. Do you remember his exact words? Did he tell the people who attended this meeting how these plans were to be evacuated, how the plans were supposed to take place? ខ្ញុំបានមិនដឹងថាផែនការអានឹងមិនដឹងថាគេគិតមិនចេះប៉ុន្តែទីប្រកាសជាផែនការចឹងមកថាឲ្យមើលបញ្ជីជនជំនលៀសមកហ្នឹងមានតែហ៊ានមានពលិសមានជំទប់លេខ 1មានអីណានេះហ្នឹងបោះទៅដល់បោះសមាសហើយធៀបពិតគេបញ្ជាក់គ្នាគេថាយើងត្រូវបោះសមាសតែពួកហ្នឹងហើយនឹងថែមទាំងដៃជើងទៀតណា hay nâng đai chương phụ nâng. But do you remember how that was to be established? How was it possible to determine from the evacuees whether they were former or officials or soldiers? How was the plan to be effectuated? Bạn ăn vật chấp mến chấp luôn móng cứ khót luôn nhẹ để miền sạ miền đi nó thể hiến hào đó ôi thử thể hiến vĩnh nhẹ là sạ bốn ôi tôi thử sạ bốn vĩnh thả chẳng để làm tục lệnh muối tao ôi thử chấm tục lệnh muối nâng vĩnh hay hào tấu tao bạn ở đó rút là nâng thả ở đường miền sạ phong thể hiến phải kỳ ta sạ pí kỳ vô đó ôi thử sạ pí ba đó cả lông chân. But what I don't understand, Mr. Witness, is you're saying this meeting was held before the evacuation. There was still fighting going on. Was there any discussion of the role of the military in relation to what should happen with these Lon Nol officials or officers? Cái như vậy phải tập phần nấc vậy phải ông phải chung mà nấc cái mình vậy phải nhóm cái như vậy phải ông phải chung tầng ngọt nếp anh thiệt bích sầm lao đồ lưu mì khum mì phum rồi mình nít bị chay mưa là na sạ và man là na bẹ y và man nấc rồi đằng rồi bò sầm an vậy luôn rồi bò sầm an. But how was it to be established that people coming within the group of evacuees were in fact officials of the Lon Nol administration or ranking officers? How was it to be effectuated in practice? Can you shed some light, please, Mr. President? I can not ban đòi được biệt nào. Ban thiệt bất ngờ cả cả lệnh tâm chấm li mò mình toàn đòi phum tiếng cứ khi miền vô mai mối thàn áp bẹ xạ pí mò mò mà đông mà áp bẹ xạ mối mò mà đông ấy giống ở nam túc lên mối mò mà đông mò ấy đó hỡi anh áp bẹ xạ pí khi prap thà tàu bẹ xạ pí với nhà đây là anh áp bẹ xạ mối tàu bẹ xạ mối hay vô tàu bát đó của quân cố nâu nhỉ.
But Mr. Witness, you are describing a very complicated logistical operation. Can you give us some details as to how this was supposed to be done? There were thousands of people coming from Phnom Penh. What were the instructions given by Pek Chim to implement this decision? But Pek Chim hay chia bị xét để nuôi để chấm đĩa màu nó màu mà crom mấy cái lấy clá nâu bọt ní clá nâu bọt nâu chân đấu còn thế nâu không khum nông sọc nằng à chấn hao mấy khum mấy phum nâng tầng ọt cái đĩa máu phạm chấn phạm được nhom tha chấn ôi bị nứt bị cháy rương thì hiên hay nâng nẹ rọt được cá I will try to simplify my questions, Mr. Witness. Let me limit myself to you. When you left that meeting, what was the instruction to you personally? What did you have to do? Can you remember that? Thì ôi thưa ấy, tôi thưa bếp với anh thông ở đá, nấu cái lệnh bếp đó, mưu nẹ cho ngứa. I don't understand, Mr. Witness. I think you said earlier, you testified earlier that you didn't start working in the hospital until 1976. But at the same time, you're talking about evacuees, which would be before 17 April 75. Are you confused maybe with the dates about the date about this meeting? Bạn lúc xuống nhóm ta bị hưởng và chung nắng à chẳng và chung nắng lúc nhóm chuyển hiệp chung lộ nắng tập nắng true but I asked you what did you do when the meeting was finished and you said you went back to the hospital. However, your testimony is that you didn't start working in the hospital until 1976. This is one and a half year after the evacuation. And earlier you said the meeting was before the evacuation. So that would not seem to be possible. So my question again, the meeting was finished. Then what did you do? Khyom mình chả lom thế bài, có khyom chả lom nắng pon thế. Lục xua màu khyom tha cal pi mun chả nam chật pram. Nó khi ông dây là thầm môn bị chế chôn chùm liếc máu có quát bị chung pháp thà chăng đấy đó khỏi bị chế chôn máu hơi để một đó chung ôl vô đâu hơi tha xạ pi ấy anh kẹp xạ pi vĩnh tấu bàn tấu nó là nó cứ rồi chật sập làm hay bỏ bị môn nốt bị chung mình toàn màu đó phóng bị chung pháp ấy dương mình đăng thang chùm lia năng mấy phóng dương nâu mùi tháng so now you're speaking about two meetings was the Pek Chim the district chief also chairing the second meeting. គឺគាត់អ្នកធ្វើជាអធិបតីភាពអង្គប្រជុំនឹងទាំងពីរលើកហ្នឹង
So let me get back to the first meeting. Lúc khi ông xong là giờ vì cách bị chôm lần tìm mùi, cứ cách bị chôm muôn bề chôm biệt thì chỉ chuyến cách bị chôm có ban chọp tử. Jim had spoken. Thì chôm ban thì giấy được không? Cách bị chôm lần còn có cha chân tử. What were you supposed to do Lộc after the first meeting was finished? Lúc trâu thừa vậy, cái cách bị chôm lần tìm mùi chọp tóc cái ao lúc thừa vậy. Ông cả nhóm nhóm nói thừa sẽ phóng. Thưa chiêng phong, cả mình chỉ chôn chuẩn bị món. Thưa sợi phong, thưa chiêng, tiết chiêng, thưa spiên, tam thân nào lấy nó. Nè ai. Then I will repeat my earlier question. Why as a mechanic or somebody who worked in the rice fields were you allowed to be present at this meeting? What was your authority to talk about the purge of Lono officials and officers? Why were you there? Why die? Had my local men sit a natural room between that poking JP room bosom hand. Bạn khả năng khi nhóm khả miên tùa này thì chìa vậy đấy bọn tại vì bạn cả ọp rung khá khá vì dễ bươn vì ấy nắng ấy chứ ta tàu đó miên ọp rung khá tàu sẽ làm như vậy là nắng kì ọt thai đi điểm thai đi việc bạn So it is your testimony that at this meeting before the evacuation, during which it was decided that many people were to be executed, you were just there without any authority. Ban chấm rơn khá nắng, ban tổ chức ông phụ chung nâng, ná ọt mớ ọt lì. Let me move on to that second meeting. It's your testimony that also this meeting was chaired by Tachim. Do you remember what Tachim said at the second meeting? Bạn nó lực tí bí này có giấy đôi tầng cả lực tí mùi đấy bố. Bị chế chôn mò đò hái nấu bình phúm. Hãy chẳng ôi mì phù mì khôm nắng bình nít hãy đôi phèn ca lực môn chẳng thể hiện chạp bị vẹn ạt cho đăng lên tàu bình lý có chẳng đe còn tè phần này rồi đã bá chạp bị chùm túc lên ngôi lên tàu nâng có dương thấu bao xâm hát đe. You left that meeting, that second meeting. What was the instruction to you specifically? What was it that you had to do in the hospital? Ta cái miền này nằm ở lục phu ấy nấu em tí bệt nè. Bạn nằm đi thì cái ở miền này nằm ấy bóng nhưng bạn nâng việc bệt việc mình cái chân này nằm ta mì phum mì khum nâng chlop khum. Phần này dù thế nó kì chẳng cứ khi nhóm bên nó còn là hào tôi đang ở lưu chẳng. Phần là thằng này nóm ôi ăn vọt phèn ca nó cứ này nóm mì phúm mì khúm nâng chlộp khúm. Fine, Mr. Witness.
You're saying that also during that second meeting, these former officials and former officers were targeted. ត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅដែរលោកតាលោកដឹងថាប្រជាជនដែលគេបានកំណត់គោលដៅនៅពេលមួយនោះគឺត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ចោលលោកដឹងដោយរបៀបណាខ្ញុំបានដឹងដោយឃើញផ្ទាល់បងថ្លៃខ្ញុំមកដល់គាត់តែមកដល់លើផ្ទះគាត់ឡើងលើផ្ទះមុនប្រពន្ធមិនទាន់ឡើងផងថ្ងៃមកទាញចុះ vô tàu bắt bọn thay ở nông tiệc nhom toal, cái bu nhom tiệc nắng, vô giúp nhom mình đăng tha, nẹn nẹn vô đấy phần vô giúp, anh nắng bu khang bọc bôn, đó bu khang nhom tiệc, quạt thầu phèn cá, bẹ sạ buôn, lưu kỳ tha, ôi tụi bẹ sạ buôn rút xây của sai, nhom côn tấu kìm, ôi vô côn tấu, tàu bẹ sạ buôn bắt ở toàn cứ màu vinh lâu từ lâu. Ấy bóng mùi cho mùa riêng âm thư bình lý đây đôi bóng lại dân đấy thư bình lý phía ạt sở đồng có hốt tờ thư bình lý tam cái phía ạt sở đồng tao bật là hốt tờ lâu nâng màu nâng khi nhóm để vô đăng nâng tam tam nâng ạ tam khô hình chân này. I understand, Mr. Witness. Are you trying to say that it was your personal experience with your uncle, your brother-in-law, that led you to the conclusion that the things that were discussed at this meeting, chaired by Tachim, was also about the execution of former Lon-Nol officials? Is it only your personal experience that made you give this answer? ថាដោយសារតែបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរឿងរ៉ាវរបស់សាច់ញាតិហ្នឹងដែលនាំឲ្យលោកសន្និដ្ឋានថាបែបនេះឬយ៉ាងម៉េច? I understand, I will rephrase. ខ្ញុំ រៀប សំណួរ ឡើង វិញ. You gave me some examples about your brother-in-law and about your uncle. អំពី បង ថ្លៃ និង អំពី ពូ របស់ លោក. លោក ថា អ្នក ទាំង ពីរ នេះ ត្រូវ បាន បាត់ ខ្លួន រហូត. My question was about a meeting chaired by Tachim. និយាយ អំពី ប្រជុំ ដែល ដឹក នាំ ដោយ Tachim. Did Tachim say during the meeting Tachim បាន និយាយ នៅ ក្នុង អង្គ ប្រជុំ នឹង ថា ទាហាន និង មេ ទាហាន លន់នល់ ត្រូវ យក ទៅ សម្លាប់ ចោល ដែរ ទេ? Tachim គាត់ មិន ថា សម្លាប់ ចោល ទេ គាត់ ថា បោស សម្អាត. គាត់ មិន យក ពាក្យ sầm lấp cho mình vậy còn gì bò sầm ạt dương một bùi kia bò sầm ạt. Let me ask you another question. Did you ever personally observe any execution of Lon-Nol officials or Lon-Nol officers? Bạn cứ ở đây đi. Are you aware that within District 105, former Lon-Nol officials and soldiers were re-educated and not executed? I'll rephrase my question, Mr. President, Mr. Witness. Do you know anything about re-education of former Lon-Nol officials and soldiers and/or officers? Do you know what the official title was of Krang Tachan? Krang Tachan nung a Krang Tachan nung mok ngia phlau kan ke hau tha doy mnaich dae hau tha Krang Tachan. What was the official title of that place? Ta pon tae tu niti phlau ka robos Krang Tachan nung mien tu niti yang maich dae knong samai Kampuchea Prachea Thapatai nung.
tam bên đâu gần tại chân nắng nhóm mát cổ khai mình nuốt mình đi chung với nhà khai gần tại chân nắng cứ chia cục giảm áp đã nẹt tu để nẹt nam thì tha đầm miền tu nắng vô to đạn nắng That is correct, Mr. Bittes, but my question was whether you know the official title of this place called Krang Ta Chan. What was it called in DK terms? Tập bèng ta chan mà miền tập bèng muối nấu bị lấy nó hào tập bèng ta chan và tam nhóm đắng du hơi nâng mấy phần hào tập bèng ta chan Let me help you a little bit, Mr. Witness. Does the name Re-Education Office 105 mean something to you? Okay, Have you ever heard the word re-education during the DK regime? Oprum kai prai ni dai te knong samai Kampuchea Prachetapatai. Bo tam khnyom ban kit tau oprum kai prai nang ku doech che man dai lu te hai ko khnyom phlech ko mnang on dai lu phang hai man nang to oprum kai prai na oprum na ai na bo ta khóc miền cổng hò ấy tình tôi dây chẳng bắt luôn bà đây chẳng đâu nắng mình đang thả cây prai cái lệnh cây prai nắng nâu nà còn để thẳng thả càng cái chắn chưa mình ti cây prai nắng nhầm đằng đấy nhầm mặt đằng phụ nhầm mặt đằng I'm not sure if I understand, Mr. Witness. One of the nurses working in your hospital says to Krang Ta Chan. You saw her when you were visiting Krang Ta Chan. Do you know what she was doing there? Was she a prisoner? Or was she maybe re-educated? Nhưng mà mình đang để cái bàn là cái vô tấu để pi để khi nhóm khơi biến á cứ có phong quý làm bài làm mà nàng tối mùi mình đang thang cái ỏi thơ ấy cái ăn bên dây pháp hỏng thì khi bàn tàu bánh thân âm nó cứ cái ỏi bánh rám cái ăn bên ỏi tàu mật đi tàu mật hồ nè đi đi cái nông đi nắng rường ọt bà này chẳng khi nhóm khai nó khai pi chứ Let me ask you a question, Mr. Witness, about a related topic. In your statement to the investigators, E319.1.21, question 105, you were speaking about prisoners that were sent to prison 204. And in relation to that prison, you spoke about minor and serious offenders. Can you tell us what exactly the difference was between minor offenders and serious offenders? Mình thì không kháng bi rối bốn nữa. Chúng cá khá khơi màu vinh, chúng cá khá ọt khơi màu vinh để bạch bằng hồ tàu khá màu vinh phía chất ớn, bạch tích để. But
But when they returned, did they ever use the word re-educated? That after having committed this minor offense, they were in fact re-educated, or they never said such a word to you? They were in fact re-educated, or they never said such a word to you? Bạn mình để prơ đi nè tầng on nắng phở thật cúc chân món hào thật cúc chứ Mr. Witness, I will move to another Lục sạc xây khi nhầm nụ trô tôi bật thiên là bọt mùi tiết And that is the question A10 in document E3/5511 Cứ chấm lại lấy tóc trong ngày xa ở bấy lờ pram pram mùi mùi Một trái sơ bằng kê Mà xu xung lưu tôi lọc đôi tỏ tôi đi Nhưng nâng We're speaking about the same conference that we were discussing earlier Question is, in the conference, were Vietnamese people mentioned? And you answer, Vietnamese people were not mentioned in the conference, but later on, all Vietnamese people who lived in the village long disappeared. Do you remember giving this testimony to the investigators? Bạn chạm. And did you hear this during the first meeting, or did you hear this at the second meeting? Bạn lưu biện ấy. Bạn đừng biện ấy. Bạn bàn sẽ làm bàn biện ấy, biện tham ấy. Bây giờ có bấy xua tăng thầm ruột, mà đồng tiết vô khuất sẽ đạp bình dưu I read a question to you about the disappearance of Vietnamese people who lived in the village. Do you remember that this was being discussed at the conference that you attended? Bỏ tam phết tấu, kroi bị bị chê chôn chùm liếc mò nó. Ông phải chung ná có dễ đây vậy vì chia chôn Việt Nam chia chôn Campuchia Chrome tầng o khúc đã ông phải chung mà phải chung nó phúng có mi phúng vậy chẳng What was meant, or what do you mean with the word disappear? Chong nhiệt tham ấy đáp biệt tha bật khốn nương à. Bật khi mà mình đang tham ấy về việc bật ở cái món học bật khốn như ngó. Bờ thả xạ pi chẳng hay cái vô tập bẹ xạ pi đang vô tập bẹ nát việc bật nương đang đó ấy chẳng đang tham ấy đấy. I apologize, Mr. Witness. Maybe my questioning was a little confusing, but I was speaking about the Vietnamese. Vietnamese people who lived in the village. In your testimony, you used the word disappear. What do you mean with the word disappear? Tầng côn, tầng phổ phôn ấy, ấy về văn ấy nâng ấy rơi, đừng tàu nạ bắt, tầng dục nâng, miền nạ đấng ấy, ổn nạ đấng, rư ấy văn tàu bắt ó. Did you hear that they, ta lục no, let me rephrase, lư, was it possible that they were expelled to Vietnam? Cụ kê tầng ổn nâng trọc bàn bẩn đánh ở tàu bà tế Việt Nam vinh đại rư tế. Bạn khi mình để lưu tha và để nhồi tàu để con ở đây xót sạp sạp bạn ở nhớ
Nhưng mà đại lưu kỳ thả và đánh ấy ổn ấy. Just to be clear, Mr. Witness, we're speaking about the years 1975, 1976. Do you know anything about the expulsion of Vietnamese people who were living in Cambodia to Vietnam? Đánh ở tàu Việt Nam bình thế. Khi nhóm bạn mình đăng đi chia chôn Việt Nam nó không thể cảm chia hay bật đánh tàu Vinh nó cứ khi nhóm bạn đăng đi đăng bố nhóm thư pết nó đã cả là anh pết mình đăng. So is it then fair to say that you don't really know at all what the fate was of the Vietnamese people? But you might have been so. Thank you, Mr. Witness. I have one or two last questions, Mr. President. Mr. Witness, yesterday at the very beginning of your testimony, you used the word cultural revolution. You explained that a little bit. Have you ever read the words cultural revolution in the revolutionary flag? Or have you ever heard these words at the radio? Rồi còn lưu sô bịa tha bà đồ bọt bọt thô này tam là dạ cạp sai tam một chút. Bịa bà đồ bọt bọt thô này khi nhóm chê tăng vì giảm mây khi nhóm nấu tứ khi nhóm mình toàn pinh với giảm mây màu dùng tung thư bà đồ bọt hơi máu nó đằng đăng bịa nắng đăng bị nắng mò đăng bị bật tay chân với nhá. I understand, Mr. Witness, but did you ever read these words in an official publication of the Khmer Rouge or of Democratic Liberty, such as the Revolutionary Flag? Tôi bắt tay thế đôi chi tung bạ để vọt chợ đàm. Bạn mình để lấy khả nà tung phạm đi bắt nó, anh để khuyến tâm khuyến nộp lấy tà lá ca nó mắc, nhóm để khuyến mắc, nhóm cả nó anh để khuyến chứ. Khuyến nhóm thọt nộp nông tà lá ca nó mắc, cả nó nhóm mà để khuyến. Bạn để nhóm khánh xông chủ nghiệp chế, thì nhóm mình mến chìa phạm cái chân, mình mến chìa ấy kìa đôi khuyến đi. Bộ phạm cái chân nó thì miền khuyến. Nhóm on đôi thả thì chia chôn xa mạnh thòm là dẫn phần ạ. Did you ever hear the words cultural revolution during broadcasts of the radio station of Democratic Cambodia? Kể đến dây tam bất trụ sai xâm lê nhuận bọc Campuchia bất trụ thập tay đại rửa tế. Bạn mình đề miền lưu vật trụ đế phô. Thì nhóm ọt miền vật trụ xa lạp. Ọt đề miền vật trụ xa lạp. Hốt tòa là miền tầm miền à lâu lắm. So when I will read back your answer to your question to the investigators, Mr. Witness, that is question 200 in document E319-121. Question, did you believe in the revolution? You answer, initially, I loved the revolution, but later on, when I heard of the cultural revolution, I stopped liking it right away.
should we now understand this answer differently, that in fact you never heard those words being uttered by DK or the Khmer Rouge? Lok mon dai thlop ban lu pia ni nou knong samai Kampuchea Prachea Thapatai te ta khnyom aich yeu chang ma ne ba chang men. My last question, Mr. Witness, in relation to this topic, have you ever heard of the words leftist and rightist words that were used by the Khmer Rouge or DK, either in the Revolutionary Flag or earlier? So the words leftist and rightist. Bạn khi nhóm mình đang để ở đang thả bộ chuyên thì dùng năng ấy làm thì dùng ấy ở đang khoảng. Let me read, Mr. President, a small excerpt from the Revolutionary Flag of July 1976. That is on the interface document B3/4, English ERN 002684. 6 9 1 8. The conference is designated that in order to build the designated party branches in the cooperatives, it is imperative to totally eradicate the leftist and rightist viewpoints. Leftist meaning not believing in the masses, underestimating the mass movement, seeing all the masses as being the enemy. Rightist meaning just continuing to induct them carelessly, not based on the foundation of the party statutes. Does that refresh your memory somehow, Mr. Lewis? Đôi chứ khi nhóm chọn chạm mình bàn ấy lịch. Thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. Xong President. Xong ông quân lộ xã xây, xong ông quân lộ bụt thiến, xin ông xâm lưu hay. Vậy, bà to diễn ông phép đoàn về tình cao chung tờ cổng, bởi vì cao việc đầy lục, cơ khí dùm phòn. Sự mong quân lục bộ thiên lục xã xây khi nhóm miên xung đồ mùi dùm đuôn đảm bầy xua bình trịa bằng thaym tiện tôn tôn nâng bên bì lì đại lục lại thà lục chô mọc thua ca nâng nông bình tinh bệt sốc lục ách bình trịa bàn tế thà chân nam náp bệt bạc gọn bì bố khi nhóm khơi miên áp tập bót khá dễ vì ban bản chiêu rồi hãy vì năm bảy mươi chín sáu bốn muối đã miền gần nãy sau chuyện này chặt tăng lốp có con tái khi ông ban đáp lử nêu ca riệp rộp rộp bỏ lốp tiệt tôn từ nâng ca tình đồ vật thổ thiệt đào xem xem dịu một thôi dịu thắm đại thôi khi ông miền trồng ngò tha tá ca tình đồ nút việc cả là nửa bên nào hay lốp bật bạc cát chỗ mọc thư ca nơi khu nông bình tí phê nâng nơi phê nà xong ai lộ chùi bình chạy bàn tí bạn khu nông ca tinh đô ấy về văn tinh rùa chê rùa tiệp nhóm nâng chê nẹ lộ đồ chẳng tàu tinh hô hê tăng phí môn chân nam chật pram mô là hốt đó khỏi để khu nông thư phê đấy còn nâu là tinh để tàu tinh mấy tháng năm mấy ấy mà lấy tháng năm đâu mình đi thứ tháng năm bé nè bà sầm nua bọc nhóm trong mình chạy thà ta ca tinh đồ nú môn tháng năm chất sập rám hơi mình tên lộ thuộc ca nó không mình tìm bệnh môn tháng năm chất sập rám rư có cỏ tháng năm chất sập rám lộ ai bình chạy trong nội bàn thế. Nhóm thứ
ក្រោយឆ្នាំ75ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមិញដូចជាច្រឡំថាព្រោះផ្ទះខ្ញុំលក់ឆ្នាំពេទ្យតិចតួចហ្នឹងគឺលក់តាំងពីយូរយារមកហើយអញ្ចឹងត្រូវទៅទិញដូរហ្នឹងទិញរហូតយកមកទុកលក់ជូនបងប្អូនឈឺហ្នឹង ដល់ខ្ញុំធ្វើពេទ្យហើយក៏នៅតែទៅទិញដែរខ្ញុំទៅទិញមេឆ្នាំយកមកលាយតាមគណៈសុខគាត់ស្នើឲ្យធ្វើឆ្នាំហើយខ្ញុំថាអត់មានលុយគាត់កាលនោះមានលុយខ្លះដល់ក្រោយមកហ្នឹងអត់លុយគ្មានលែងចាយលុយហ្នឹងយកជ្រូកយកអីទៅដូរមួយវៀតណាម chẳng đâu bàn khla khla mau nó khỏi mau có ớt bằng hốt chẳng mau bao nhiêu chẳng su mình chẹp to su mình chẹp bằng thái lúc chỉ nè tranh từ tinh nơi ai bật tiếng Việt Nam to đời luôn ấy như rưỡi mùi cò miền nhập sinh từ bạn tôi tin mình tàu đò không phải đi Việt Nam thế cứ tàu đò bạn đại nhưng tàu luôn này tàu chủ mui nâng bằng phôn nhưng vì bên nè lối xa lắm ó bằng phôn tàu mui nhông đó bỏ tha ăn lưới vô cô tàu đặt vào buồng này đặt cô tàu bàn thằng nam pet bàn rừng bàn xe hưởng ấy lọc màu bình mà lúc ấy bình chia bạn đầy những viên tì tăng nơi cái này nào đấy bạn đầy nấu prum tol khét ta kêu nâng khét cái đá kháng bốn prum tol kháng bốn bạn đầy những chuộp prum tol chỉ mỗi bà tế Việt Nam đã thế bạn prum tol về Việt Nam miền u mới prum chia prum tol kháng chướng Campuchia kháng thứ bốn Việt Nam lục từ nhật nhọ bên nào đấy tôi thể bị ọt ọt ấy phở biết đôi chỉ thằng năm pe đôi chỉ sập bu liên pu liên ấy nó nâng khang phế xong cái nạ sọc ấy chẳng tàu mà đòn đâu ấy tàu tạm thà chốt nhóm mấy cái tàu bàn xuống bàn nấu chừng ai mày cả nô mình bà thế phù nhóm miền ta trong muối phun ta móc thứ cái nạ sọc hà pram nắng nấu sọc phải cái bà nó trên miền nắng bảo tàu vô chủ tàu á vô cù tàu ấy phải học con đó đập cù nó vô tàu đó là ở Việt Nam mình đâu nó ở kết cù thay man ấy má này ôi làm pet ôi mi làm mà anh tàu bình nhận từ chân ở lưới nó đó đô mùi xong thì ra và từ lọt màu xùm nuốt nhóm vĩnh nhóm chọn đăng thà lột từ những nhòa bánh ná lột ai nhà bình chạy bàn tế mà khai mà đón rồi có pi khai mà đón rồi có những nhòa dạng bệnh lột ai trong rịa bàn tế không bà toàn trời tốt mùi chả nắm tàu tà pi đón đi nấu rồi đậu prang đâm đậu prang nâng trong rồi đậu prang lúc từ tua ban năm tràn bàn nát đấy mà đòn bạn mình bạn tham trơn để bạn tính thúi của
đó trong khỏi để ăn miền lưới vô cụ cháu bà cụ bị cơ bá ban đà mê thân nam bị bê đu buôn đọc đọc penicillin nắng à, calcium nó mà cả là cả lô mó hay nâng con phô nhóm lịch ở miền bê on thiết làm sao đó vô mà lấy ban tinh tinh đó. Vô mà còn là phở phé luôn ấy. Bà xong ổ cún. Xong lúc bình chế âm pi ca nghe rồi bỏ lúc bằng thay bàn tế vì bố khi ông sạp lư ca phát đo giả khai cam rồi bỏ lúc bê khá lúc như dây tha lúc thua chi ảnh nụ bà thiên nâng mình tì bết hay bê khá lúc ảnh tha chi bà thiên mình tì bết mình tì bết sạp nụ. Bà chẳng xong lúc bình chế thả ta bê để lúc thua chôn thua ca nâng mình tì bết nâng miên bê là mỗi đầy lúc trừ phá đồ rưỡi tổng lãng thả nạ tới chi bà thiên tì bê đá thế. Bạn cứ khuyên thế, nấu đà nụ của thiên năng bằng hốt tăng bị tâu là hốt đà bệnh năng nó bằng. Bà xin mời cún. Tiệm tôn tôi nâng rất chân là xâm phốn nâng nông mình tì bếp rồi bỏ lốt lốt ban mình chạy ông bì miên pram phânay đại miên phânay tù tứ xâm phốp phânay bà lật thân trong phần hai miên phânay mùi tiên nó cứ cả sĩ cắm hơi nâng bình đo mạnh đào trong đội nít trong khơi miền khoai anh khí nếp trong ai kia xa khóa bình chế ông bì cả sĩ cắm hơi sạc khay cắm bò lốt này dây ông bì phần này bình đo mạnh đào lúc ai bình chế bàn tế ta ta phần này nà mũi bình bạc con tiền pram phần này nữa cả sĩ cắm rưu có bình đo mạnh đào bạn cả sĩ cắm. Bà xong ổn cún. Tiệm tôn tôi nâng này tu tử nhằm trong xua chúm đoạn mối tha ta miên nẹ chùm niên bệt rư có bốc lực đài tôi tua ca vực vươn nông ca bị nứt nẹ chùm ngư nâng bảo mà nẹ đái hơi miên chùm niên như vậy. Bạn thiệt bất nông mà phần này nâng miền nệ chùm niên bên nâng mình chùm niên ấy việc còn ta là môn phở phạc có còn chạy thăm chạy thăm ấy ba nâng miền tích tui thế mà cồng miền phí bầy nẹ phí bầy nẹ cồng khá đôi chơi cồng bỏ rõ nâng chùm ba châu rùm toàn. Bà xong mọi cún. Tiệm tôn ca bọn đọc màn đà xong rạp lúc lúc bàn bình chế ẩm pi ca chô ruông vẹn vực vơn pi vẹn đại miên dạ pê bày khái nâng bà mùi khái chắc nhóm chong đăng tha nẹp xinh đại chì bốc lực pê nơi khăn nông mình tì pê rạp bỏ lúc lấy nhóm xong lực ẩm pi này tu tơ nè ta bộ kê tù tua ca vực vơn đôi mặt đạch đáy. Bạn vì nhóm trở lọc màu bị riêng vĩnh và mô bộc lực bệt mình thằng ọc này đấy dừng thư dừng riêng bị vẹn mà tích ấy đó hay vẹn khói tiết mà tích tiết đó ọc này một nhóm nẹ tàu riêng khi nào lấy nó màu vĩnh nó nhóm miền kì chân mềm lắm. Cả vực vơ đứng nhật nhỏ bằng nào đấy, lúc anh chạy bàn tế.
khi nhóm bán nấu bếp sốc mà khé cứ vật mươn mà đòn vì đại khè nâng nấu bếp sốc nhóm mà khé mà đòn tụ bây tích chờn khi nhóm nấu tích có thứ chờn có thứ lướt lên là ngay là để miền bốn này thùng thúc ọt mà lúc này dì mười khai mười đón thưa cả vật vườn ấy cứ sầm rạp bốc lực bệt chỉ tu tư nước nông mình đi bệt sọc rồi bỏ lộ tăng chân bên thế bạn chân mên bà sầm mọc cún chốc này sầm phúc ta khang sầm phúc nó biến từ tua cao vực vườn đôi mạch đá khang sầm phúc nó cao vực vườn có nhóm nè vòng bậc đá pru nhóm chê cho mọc khla hay kéo bị nút áo cho mọc dây cho mọc lâu chết nắng màu chuối này nó màu tì ho nhóm lớp của tì ho đôi chia này đi nắng phô thùng hay quạt màu sầm ra hay sầm ra biển bán biển lâu thế lệ chiêm lệ ấy chẳng đôi chia nhóm lớp của tì ho đôi chia hào sọc vàng một số bồn ấy nắng rốt rồi dây chết nắng khá nhóm nắng xong nè khá mó lui vậy cả nông rứ có mình ai nề đi đang về tôi thực kia mình ai ba cô đang tranh bán anh ấy nhom chỉ miệp thắng miệp là cả thắng cứ khuôn có ba vô cô đang tranh ôi mày nào sầm rạp lốc từ tua chấm này đằng này hàng chấm mọp này pin nào mọp đấy luộc ai bên chè chun ong bên bên bàn thế này chấm mọp này khi nhóm bạn chơi vì và pon khi nhóm pon nhóm bạn thử chấm mọp mọp tam phum còn chơi thử tam bị du hơi mà bạn đọc chế năng mình chậm nán đi đó là khi nhóm tàu riêng hay quát bàn tàu riêng khỏi mất đi còn bờ chậm nán còn bờ bà sư mô cún khi nhóm bàn sát đập sẽ khai cam rồi bỏ lô tăng phí mật sơ mấy hay nâng ngày đi lô bàn chơi lại bình chế ẩm phí ca thlop từ chạc tháng năm ở kế nâng ca phía ba mùi chậm nuôn môn bê lục thơ chia bệt thơ chia ảnh nụ bà thiên nơi bình tí bệt sọc trong trong đăng tha ta lục bàn riêng pi nổ ná riêng pi gần lấy ná tiệ tôn nâng ca chạc tháng năm nâng ca oi tháng năm chia ba ni pi môn màu nó bàn ca là pi sẵn cung chá nhóm nâu cũng lo à dụ phải hết chìa đọc phải đọc bấy chân năm nắng nhóm nâu riêng phân nông bình nâu bọt mình đây nâu sẽ mẹ ăn nông bọt thì cứ tàu sẽ mẹ ăn nâu bết vô miên vụ mạ thư bết nâu nâng bí bấy nã nâu tàu chơi hay vụ mạ về phần hát phần hai oi chạ tháng năm oi tháng năm ấy chẳng đó oi chung chui oi tháng năm nhẹ chung người chẳng dụ dụ nằm chê ấy miên có miên chung mọp để nó lại nắng đôi nó bởi kết miên liên nắng có miên chung mọp để những cái ai dây phép nhóm bàn khlạc lá vô mà ăn nó bọt tôi đâu cua xóm đè đôi chờ mình sâu khơi ấy đấy cả nó bà xâm mọc cún lúc ấy bệnh chết tha rồi dễ về bảo mạng chân đấy là lúc ạn ở vọt cao phơi ca nông ca chạy tháng năm rồi có ao tháng năm đón lại cho người nơi bệnh
bạn mình đang tha bao màn chăn năm này phần phải chơi du đấy bay chăn năm ấy vẫn buồn chăn năm không bay buồn chăn năm và xong học cún lục thiên trong sông phá sông nuôi trong bữa nay đòi xa để khang mê thư ví miên sông nào trở lực khơi mùi bà bà hay lục bà cho cô bé không chơi. Yes, thank you, Mr. President. We were would like to use this last 5 minutes of today's hearing to request some clarification because only 20 minutes ago we were notified of filing by the prosecution indicating another 226 statements miền chậm lại 226 tiết cứ tha cũng bùng tại giờ mà saying that I'm getting instantly depressed about this, but maybe I am. Is this something on top of the 190 statements that were coming, or we would like to know what it is about? That's why we'd like to use the last 5 minutes, and maybe the international prosecutor could answer this question. Maybe the international prosecutor could answer this question. Bà ở quân thông chơi gì ạ? Về nhà đồng an tại chiến. I'll be brief, Your Honor. My understanding is that pursuant the international co-investigating judge has authorized the bulk of the remaining statements that were requested for disclosure, and therefore this is, as we've indicated before, there were a significant number of statements still remaining to be disclosed. I can't give you the exact numbers of how many remain, but it's a small number. My understanding is they now approved, so obviously, it's a lot of statements. The good news is that they've been approved for disclosure now rather than waiting until later stages of the case. While I'm on my feet too, I would just note for the record that counsel should perhaps take a look at E3/281. Pages 0016805050 and 168. 073. These are public statements from Nguyen Chea and Khieu Samphan praising the cultural revolution. In China. Lục thiên ở biên tràng tiết lục thiên. Bà ở quân và sạm là ca nơi ngày ní đào biên chụp tùm rã hơi ở mẹ bà cạp ạ kênh là ca sạm là ca giả rập ngày ní trầm ní sạm là ca lưu tư bà tò thuê được khai sáy ngày bà hoa thí đọc bà vốn khai mì ní chân nằm bì bọn đọc rắm đài chập bà đào nơi mọc bà vốn prực hay sạm là ca nơi khai sáy ní ông chùm đè nâng thuê sạm ca bà tò sạ đập khai cam sạ xây riêu xón nâng bà đào ស្ដាប់លេខកម្មសាក់ស័យដែលមានហៅជំនាញ2TCWU 8PP ហើយក៏ទន្ទឹមនឹងដែរក៏មានលទ្ធភាពអាចនឹងស្ដាប់សារណារបស់ភាគីលើសំណើសុំរបស់សមិទ្ធិវិនាំមុខតំណាងដើមមិនដឹងរដ្ឋរនីដែលសុំស្ដាប់លេខកម្មដើមមិនដឹងរដ្ឋរនីឌី 22/5 2005រយដែលដាក់តំណើតាមឯកសារ E 344 សូមភាគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលារបស់កំណត់នេះហើយអង្គជំរះសូមអរគុណលោករៀលសនដំណើរការសកម្មការស្រាប់សិក្ខាកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាក្សីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តប្រតិកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃនេះអង្គភាពកម្ពុជាសាក់ស័យនឹងអ្នកជំនាញជូនលោករៀលសនបើត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅវិញចុះនឹងសូមឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅថ្ងៃស្អែកបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណលោកដូចភារីមេធាវីប្រឹក្សាសាក់ស័យអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមេធាវីមក
bọn to cho rùm rắc xa xa xây rìa xôn nơi khổng lòng phíl xa xây ní trai bọt khai cắp nơi chì bùa mộc ong dùm rẽ nơi thay thay chết đại tùm nông ta giang dũ kè mùi bật 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 nông và khóa bà nổ rẽ mùi khung kháng nông khuôn chân chập chào tăng bí rúp nguồn chiên nâng khi thông phón tà lọp tà căn mùi khung kháng nây ô bò tà kò bình chó nâng bọc bọc nông khuôn gót tà lọp mùi cho rùm xạm nà ca vinh nơi bật thay thay bàn môn mong bùn xâm rã chó.